là cái gì đây? Trầu bà. Cái trầu bà. Còn gì nào? Đây còn lót và sơ dừa dưới cho nó đựng gớt phân thôi. Lót sơ dừa cho đừng gớt phân nha mọi người. Đây chào bà phong thủy cho nó mát ở nhà cao mình nhất tiền đúng rồi. Ở trong mấy quán cơm hay quán cà phê gì con đi ăn dọc dọc người ta cũng để cho dây cho bà này, bò bò hai bên đúng rồi. Nghĩa như bến cắt lên thôi bạn. Xinh rồi. Đi mình có cầu ăn không à, nó cầu mà. Chỗ này được 4 chậu. Xong rồi mẹ này. Xong rồi mẹ này ăn đi. Để vô đây thôi. Để cái ké ở đây đi. Đó. Để mấy dây trụ bà ở đây nó bị bóng râm không ta? Để nó cho nó sống mà ngoài nắng nó chết. Để dọc dọc thôi đây. Mấy chậu mũ này bé mới mua hay vậy? Mới mua. Nhưng chậu mũ gì vậy? 3.700. 3.000 đồng chậu. Ủa sao không trồng vô mấy cái chậu đen này? Nó ta cột treo lên này, này đâu có chỗ cột. À, đúng rồi, cái này nó hở. Nó hở ở đây đằng cột treo lên. Bảy mới tính trên.